Chào các bạn. Thì như các bạn đã biết, một trong những cái phương pháp, một trong những cái bước để bạn làm giàu á, thì trong đó nó có cái phương pháp gọi là tự kỷ ám thị. Mà cái phương pháp này cũng không phải mình nghĩ ra, cũng không phải người Việt Nam mình nghĩ ra, là những cái nhà khoa học trên thế giới và đặc biệt là tác giả Napoleon Hill của cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu. Cái phương pháp này á, nó rất là hay và nó cũng gần gần với những cái phương pháp mà gọi là nói chuyện với lại cái não, mà nói chuyện với chính bản thân các bạn mà khi mà bạn đi ngủ vậy đó. Nó gọi là sức mạnh của tiềm thức á. À, con người của mình có hai cái, là khi mà bạn bạn thức, khi bạn ngủ. Các bạn cứ nghĩ là khi ngủ mà nói chuyện gì, mày có bị khùng không? Đúng rồi, người nào nghĩ mà họ bị khùng khi mà nói chuyện khi đi ngủ thì họ khùng thiệt. Nhưng mà mình thì mình không nghĩ đó là khùng. Tại bác, các bạn cứ nghĩ đi, khi các bạn đi ngủ á, tim các bạn có đập không? Tim không đập khi ngủ được, cẩn thận nha. Coi chừng thăng thiên rồi đó. Đó. Máu các bạn có lưu thông không? Não các bạn có hoạt động không? Tất cả mọi thứ bạn gặp, bạn mơ thấy đó. Tại sao lúc bạn ngủ bạn mơ được? À, số bạn ngủ bạn còn suy nghĩ được, cái não bạn lại suy nghĩ. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là à, khi tôi đi ngủ tôi làm như thế nào để tôi đánh thức, tôi gõ, giống như gõ vậy gõ vô đâu, gõ vô tiềm thức. Tỉnh thức là khi bạn bạn đang nói chuyện đó, bạn đang coi mình video của mình, hoặc là mình đang nói chuyện với bạn, à lúc đó mình đang tỉnh. Còn tiềm thì sao? Tiềm là, nhưng mà bạn chỉ ngủ không thì cũng bình thường quá, ai cũng ngủ hết. Con người sinh ra là phải dành 1/3 cuộc đời để đi ngủ và 2/3 còn lại là để thức. Ok, thì bạn chỉ dành 2/3, thì trong đó bây giờ mình chia ra đơn giản là ba phần ha. Một phần thường thường á, ông trời cũng sinh ra, thượng đế sinh ra, chúa Phật sinh ra chúng ta đó để làm gì, cha mẹ sinh ra chúng ta là chia làm ba phần. Mình chia vậy là cho nó đơn giản, 1/3 là để đi ngủ. Đi ngủ để làm gì? Để nạp năng lượng, để lấy năng lượng lại. Để làm gì nữa các bạn? Lấy năng lượng lại để bạn hoạt động hai cái hoạt động kia. Ok. Ngoài cái thời gian đi ngủ này, giờ bạn dành 8 tiếng ra đó, thì bây giờ nó có trong đó là 4 tiếng, 4 tiếng cho các bạn để mà bạn lấy lại năng lượng. Còn 4 tiếng kia đó, à bạn phải nói chuyện với lại cái não của bạn như thế nào trước khi bạn đi ngủ ha. Để cho thì lát nữa mình sẽ nói về cái đề tài này. Và 2/3 còn lại, 1/3 là bạn làm việc. À, 8 tiếng mình mới dành ra bạn đi làm, thì mình tính là cái giờ bạn đi làm việc thôi. À ok, vô đó bạn làm việc, bạn bạn sản xuất là gì, bạn dùng cái kỹ năng, dùng cái tài năng của các bạn để bạn đổi lấy tiền, hoặc là bạn đổi lấy cái, bạn phải góp phần vào cho công ty, bạn khởi nghiệp, bạn làm cho công ty của bạn, hoặc là bạn giúp cho những người khác thành công cũng được. Ok, đó là 1/3 của cuộc đời của bạn. Và cái 1/3 còn lại là thời gian bạn đi làm nè, thời gian bạn đi về nè, thời gian bạn chơi với con, thời gian bạn dành cho gia đình, thời gian bạn dành cho bạn bè, rồi thời gian bạn relax đi du lịch, đó đó đó, nó có 1/3 còn lại. Ok các bạn, một đời người nó chỉ có 3 phần nữa thôi, đơn giản vậy thôi. Ok, tùy thôi các bạn suy nghĩ, à ok, bạn có làm đúng phương pháp hay không? Nếu bạn làm đúng phương pháp á, thì nó sẽ giúp cho bạn trở thành một cái người có ích cho xã hội. Thứ nhất là hãy sống tốt để cho có ích cho xã hội trước đã, có ích cho gia đình các bạn, có ích cho gia đình trước, rồi xong tới có ích cho xã hội, rồi tới giúp đỡ cho xã hội. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà bạn cam kết với bản thân của bạn như thế nào, cái cách mà bạn tuyên bố với bản thân của bạn như thế nào để bạn là một cái người tốt hơn, the better version of yourself, là nghĩa là cái version, bản thân của bạn. Nói chung nói đơn giản, nói nôm na theo kiểu bình dân cho bạn dễ hiểu là, à ngày hôm nay bạn tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai bạn tốt hơn ngày hôm nay đó, vậy dễ hiểu ha. Là tiếng Anh của nó gọi là better version of yourself. Version nó có version alpha, version beta, version gamma đồ này nọ các bạn. Ví dụ những cái phiên bản Windows bạn sẽ thấy là Windows 98, Windows 2000, Windows XP. XP viết tắt của Experience, rồi tới Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 rồi gì đó đó, ví dụ vậy. Hoặc là Microsoft 2000, Microsoft 2003, 2007, ví dụ như vậy. Mỗi lần lần nó luôn luôn nó tiến bộ, các bạn thấy không? À, các bạn thấy không? Nếu mà cái doanh nghiệp nào, nếu mà cái công ty nào mà nó không tự đổi mới nó thì nó sẽ làm sao các bạn? Ngẫm. Ngẫm củ tỏi. Đó, Kodak không chịu phát triển, ngẫm. Nokia bây giờ người ta ra màn hình lướt lướt vuốt vuốt rồi, hoặc là bấm 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 Nokia ngồi đó, rồi còn bàn phím nữa, ngẫm củ tỏi liền.
không ra kịp với thị trường là ngỗng củ tỏi hết các bạn. Taxi truyền thống có ngỗng không? Sắp ngỗng rồi. Uber, Grab ra rồi tất cả những cái chạy xe công nghệ nó ra là ngỗng hết. Rồi khách sạn truyền thống cũng ngỗng củ tỏi. Rồi bây giờ cái dịch này nó tới thì cái gì ngỗng? Tiếp tục du lịch, khách sạn rồi đâu ngỗng củ tỏi hết. Bây giờ như thế nào? Chỉ có những người nào bắt kịp với thời đại, những người nào bắt kịp với trend, những người nào bắt kịp với lại hiện tại của đời sống mình có cái gì đó, thì các bạn hãy bắt nhịp với nó thì các bạn mới sống được ha các bạn ha. Thì mình nói mấy cái này ra cũng thấy cũng có hơi ác thiệt á, nhưng mà cái cuộc sống này các bạn, nó sẽ quét đi hết các bạn. Cái cuộc sống này là cái cuộc sống như vậy thôi các bạn. Gọi là sao, gọi là nó sẽ xoay vần, nó chuyển đổi vòng luân hồi liên tục à. Nó sẽ loại bỏ những cái cũ, những cái mà nó sẽ đào thải những cái cũ ra liền à. Các bạn phải chấp nhận cái cuộc sống mà bạn sống trong một cái môi trường à, ok, tôi không thể làm người soàn soàn được. Nếu bạn người làm người soàn soàn thì bạn an phận, còn bạn nào không chấp nhận cái số phận của các bạn như vậy, bạn phải cố gắng để mà bạn vượt lên. Thì khi mà bạn cố gắng á, à thì bạn phải làm sao, thì bạn phải cam kết với bản thân các bạn là bạn phải làm cho nó thành công, chứ đừng có làm dở dở. Bạn làm dở dở nó cũng đâu đi đến đâu đâu, đúng không? Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách mà bạn tuyên bố như thế nào, cái cách bạn cam kết với cuộc đời của bạn như thế nào. À, một trong những cái cách đó đó là bạn hãy làm cho mình buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng trước khi bạn thức dậy, bạn có thể viết xuống hoặc là bạn có thể nhớ, mà thôi tốt nhất là bạn viết xuống đi. Bạn, mình có cuốn sổ gọi là sổ ngu á. Các bạn nào cũng về cũng mua cho mình một cuốn sổ đi, các bạn ghi họ và tên các bạn vô, Tèo Nguyễn hoặc là Tuấn Nguyễn hay là Thơm Nguyễn gì đó, bạn tên gì thì bạn ghi vô, ghi đây là sổ ngu đó. Mình không có muốn là sổ triệu phú, sổ thành công rồi sổ tỷ phú rồi, nghe nó chém gió quá. Thôi mình chỉ thích ghi sổ ngu thôi à. Những cái điều mà mình ngu mình sẽ loại ra, ghi hết trong cuốn sổ này. Những cái điều của tôi ngu, những cái điều mà tôi học được, tại ngu mới đi học, không có thằng giỏi nào mà đi học hết đó. Thằng giỏi là nó luôn luôn nó nghĩ là à, tôi giỏi tôi chẳng thèm thằng nào đó. Tôi giỏi là tôi khỏi cần học. Còn mình là mình nói là mình là phó thường dân, mình rất là ngu nên lúc nào mình cũng phải học hết đó. Còn các bạn nào nghe mình thì các bạn ghi trong sổ là sổ ngu. Những cái gì bạn ngu bạn ghi ra, những cái gì bạn rút kinh nghiệm mình ghi ra, sau này bạn truyền cái cuốn sổ ngu đó cho con cháu các bạn nó đọc đó, bạn ghi càng chi tiết càng tốt. Và cuốn sổ ngu này cực kỳ hay nha, bạn phát cho mỗi những người nhân viên của bạn, bạn phát cho những người anh em của bạn hoặc là những cái người mình trong cuộc đời á, họ có cái gì ngu họ ghi ra, hoặc là bạn phát cái sổ ngu này cho những cái người chăm sóc khách hàng, những cái người kỹ thuật á, họ ghi ra à hồi xưa tôi ngu cái gì, thì để khi mà cái người mới vô á, họ nhìn vô cuốn sổ ngu này thấy à ngày xưa cái ông Tuấn này nè, ông ngu cái chỗ này nè, ông Tèo ông ngu cái chỗ này, cái chị này ngu cái chỗ này, mình đừng cứ ngu giống họ. Đó là một cách học rất là thông minh. Bởi vì mình nói các bạn, mình ghi trong sổ mình là sổ ngu. Ai nói ghi sổ khôn, mấy kia mình không thích, mình chỉ thích sổ ngu thôi. Tại ngu mới ghi lại để rút kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm nào học được từ cái sự thông minh của các bạn ạ. Bạn khôn quá rồi, làm sao? Khôn quá đâu có cần phải ghi lại mấy này đâu. Bạn nhớ trong đầu. Mình là mình không có nhớ trong đầu. Mình có gì mình ngu mình ghi ra. Để cái gì mình đọc lại, mình thấm. À ok, một tuần mình bỏ ra mình đọc lại cuốn sổ ngu mình một lần. Ok, ghi tóm tắt thôi các bạn. Rồi ok, tuyên bố như thế nào, nói chuyện với tiềm thức như thế nào, những cái câu bạn nói ra như thế nào. Ok, bây giờ bắt đầu ha. Mình không có nhớ đâu, mình cũng phải dở sổ ra tiếp nói cho các bạn rồi ok. Mình nói thêm một cái nữa. Các bạn, khi các bạn đọc cuốn sách của Napoleon Hill á, của nghĩ giàu và làm giàu á các bạn, Think and Grow Rich, người ta nói think là suy nghĩ, and grow là phát triển, lớn mạnh lên, rich là giàu, ok? Chứ người ta không nói là grow rich, hoặc là người ta không nói là do and grow rich, người ta nói là think. Cái đầu tiên bạn suy nghĩ là think. À, nhưng mà bạn đừng nghĩ là think dài quá, think... Ngồi suy nghĩ tới 60 tuổi luôn không chịu làm thì cũng như không. Think and grow, nó cứ liên tục vậy nha các bạn. Thì một trong những cái đó là cam kết, và những cái là tuyên bố của các bạn là sức mạnh
những cái tuyên bố của các bạn, nói chuyện với bản thân các bạn á, nói chuyện trước khi đi ngủ và sau khi bạn đi ngủ dậy á. À ok, tôi phải nói như thế nào tới cái tiềm thức của tôi. Bạn phải nhớ nha, con người của bạn nó có hai phần á. À, nhiều bạn nói à ok, linh hồn và thể xác cũng được, bạn muốn muốn chia sao bạn chia, mình nói hai phần tỉnh thức và tiềm thức. Tỉnh thức là à lúc bạn đang tỉnh, còn tiềm thức là lúc bạn đi ngủ đó. Ok vậy thôi, đơn giản. Còn cái chuyện tâm linh mấy cái đó mình nói sau, đây mình chỉ nói những cái chuyện mà khoa học thôi nha. Còn cái chuyện tâm linh bữa nào vui mình sẽ nói về chuyện tâm linh. Có con người có mấy cái đó không, mình khẳng định các bạn là có đó. Ok rồi, tại sao mà cái sức mạnh vô hạn của cái việc mà nói chuyện như thế này, những cái tuyên bố như vậy giúp các bạn thành công nhiều không? Tại vì các bạn biết không, nước Việt Nam mình á, nó không có ai làm được hết. Ở nước Mỹ có rất là nhiều người làm, nên những cái người ở bên Mỹ người ta ít tuyên bố, nhưng mà họ cũng phải tuyên bố nữa các bạn. Họ tuyên bố mà họ không thèm nói cho các bạn nghe thôi. Những cái người ở ngoài kia nghe, ba mẹ mà bạn vô phòng nghe bạn tuyên bố như vậy á, thì nhiều khi ba mẹ nói, ủa mày khùng hả mày? Mày điên hả? Đúng rồi, bạn cứ để cho người ta nói bạn khùng, bạn điên, hoặc là bạn bè gì nói bạn khùng hay điên, tới khi mà bạn đạt được cái thành quả mà họ không đạt được á, thì lúc đó bạn cười tủm tỉm nhỏ. Ê, mày nhớ không, mày nhớ cái đây một tháng, cái đây một năm mày nói tao, mày cười ba mẹ có nhớ lúc đó một năm không? Bạn ghi vô trong cái sổ ngu của bạn luôn. À cái ngày hôm đó mình khùng khùng, mình điên điên, mình cứ ngồi mình tuyên bố như vậy, ba mẹ vô phòng, cái ba mẹ thấy mình làm như vậy, ba mẹ kêu mày điên hả, mày điên hả tèo, mày điên hả tụi, ghi vô. Xong rồi mình nói với ba mẹ, à khi nào bạn thành công rồi đó, đem cái đó ra cho ba mẹ thấy. Giống như mình cũng vậy thôi các bạn. Có một câu chuyện vui như thế này là khi mình ngồi mình livestream, mình nói chuyện với bạn như vậy nè, ba mẹ mình hoặc là ông bà nữa, ngày xưa năm ngoái mình có về Việt Nam, có bà mình vào Sài Gòn thăm mình, bà mình mở cửa vô, cái xong bà mình ra nói với ba mẹ mình, ê thằng Tâm nó bị gì á, nó ở trong phòng nó cứ ngồi nó nói chuyện cái điện thoại, nó nói rồi nó cười ha hả hả hả, rồi nó quơ tay múa chân như nó bị gì đó, dẫn nó đi khám đi đó các bạn thấy không? Không vui đó. Rồi ok thôi, bây giờ bắt đầu quay trở lại ngày hôm nay nha. Tại sao mà những cái tuyên bố như thế này, những cái cam kết như thế này lại giúp các bạn? Tại vì nó tạo ra năng lượng các bạn. Các bạn thử các bạn nói đi. Các bạn có thể, bạn nói một câu nào tích cực đi, thì có phải nó đem lại cho bạn năng lượng không? Còn bạn nói câu tiêu cực, ví dụ như một cái đi, ví dụ cái xe này đi. Bạn nói câu tiêu cực trước đi. Tôi nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi không có đi làm có nhiều tiền, không phải đại gia, không có mua được cái căn nhà cái xe này đâu. Ok, cái xe này là khoảng 60 ngàn. Ok, rồi bạn nói vậy là xong phim rồi, giống như đóng cái bụp cái cửa lại, giống như vậy nè, đóng rồi, đóng cửa lại luôn, khóa mày lại luôn, rồi xong rồi. Một cái câu khác tích cực nha, đó bạn nói cái câu đó xong bạn thấy cảm giác cái người bạn như thế nào. Rồi bây giờ bạn nói câu tích cực nè, cái xe này giá bao nhiêu, 60 ngàn đúng không, tôi tuyên bố, tôi cam kết tôi xứng đáng để được sở hữu nó, tôi sẽ làm mọi cách, nhưng mà không có thiếu đạo đức nha, không có phải làm gì sai nha, tôi làm mọi cách trong cái sự thông minh của tôi mà tôi nói với tiềm thức của tôi là tôi xứng đáng được nhận nó, tôi xứng đáng để mà sở hữu được chiếc xe này. Bạn coi cái câu nào nó tích cực hơn, cái câu nào nó cho các bạn có năng lượng hơn đó. Các bạn chỉ cần thực hành đây là các bạn sẽ thấy nó năng lượng tràn trề. Các bạn có thấy những cái người đa cấp kia không? Những cái người mà điên rồi chạy nhảy rồi cà tưng trong đó. Đó. Nó cũng cái sử dụng cái chiêu này, nhưng mà cái mục đích của người ta là cái mục đích không chính đáng hoặc một mục đích không lương thiện, nên cuối cùng á là nó ra sai. Còn những cái tuyên bố như thế này sẽ rất là đúng, rồi những cái tuyên bố rồi xong những cái mà người ta làm hay làm, ôi nhảy lên high five, ôi bạn sẽ làm được rồi này nọ đó. Tới cái buổi đó thôi, đi về nhà là cũng xìu hết rồi các bạn. Nên mình nói cái này các bạn á. Các bạn, cái sự khác nhau của các bạn và sự khác nhau của những cái người đa cấp kia hoặc những cái người ngoài kia mà làm việc không có lương tâm á, ở cái chỗ duy nhất thôi, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ cái tâm hết các bạn. Từ mình. Tất cả xuất phát từ mình hết. Tại cái tâm của các bạn á, tâm là gì? Tâm là tim. Các bạn, tâm huyết là gì? Là máu của mình. Huyết là máu, tâm là mình nè, là lấy máu của mình. Ai muốn có nhiều tâm huyết thì mình cho ít máu. Ok. Thôi, không nói đùa nữa đâu ha. Thì các bạn nhớ đó, mọi thứ đều từ trái tâm. Phương pháp á, từ trái tim chứ sao từ trái tâm. Phương pháp á, là nó giống nhau. Nhưng mà do ông này, ông suy nghĩ tiêu cực, ông muốn lừa đảo người ta. Nên ông dùng cái phương pháp, cũng phương pháp này phương pháp tốt.
nhưng mà ông dùng vào mục đích tiêu cực, mục đích xấu nên cái nó ra như vậy. Ông dùng như vậy nhạc lên rồi nhổ tay rồi làm nhiều người hăng máu lắm. Cái về đi làm rồi kêu người ta đi bỏ tiền ra làm đầu tư mấy cái chuyện bậy bạ này. Thì đó, thì thay vì làm sai như vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách làm đúng không. Thay vì các bạn chỉ đi hội thảo 1-2 ngày rồi bạn điên máu lên xong ở chỗ hội thảo đi về bạn xìu liền, ok. Thay vì vậy mình sẽ chỉ các bạn mỗi ngày bạn tuyên bố 5 lần 10 lần gì cũng được, nhưng mà mình nói với bạn 2 lần thôi là đủ rồi. Sáng nói 1 lần cho bạn nhớ, có thể buổi trưa bạn chưa nhớ nữa thì bạn cứ buổi trưa dở ra nốt điện thoại hoặc là cuốn sổ ngu của bạn đâu, bữa sau mình sẽ hỏi sổ ngu của bạn đâu, là bạn sẽ đưa ra sổ ngu của tôi đây nha, ok. Bạn có thể chụp hình cái sổ ngu của các bạn, bạn ghi trong đó là sổ ngu Tèo Nguyễn, sổ ngu, rồi sau bạn chụp hình cái sổ đó bạn đăng lên trên cái fanpage của mình Michael Tâm Nguyễn á, trên Facebook, để mình biết các bạn bao nhiêu bạn có cuốn sổ ngu rồi, ok. Bạn nhớ hôm nay đi về đi mua liền cuốn sổ ngu nhỏ nhỏ thôi, đừng có mua cuốn sổ bự quá nha, sao nhỏ như cuốn tập vậy đó, lấy cuốn tập ra làm cũng được đó, nhưng mà phải ghi vô trong đó chằng chịt chi tiết lên các bạn. Rồi ok. Rồi đấy, tuyên bố nó tạo ra cái gì các bạn, nó tạo ra những cái động lực, những cái mà năng lượng để làm gì đó, để cho các bạn thôi thúc các bạn, nó thúc các bạn, nó giống như là cái lửa đốt vô lửa đít các bạn á, đốt vô đít các bạn á đó, để làm gì, để bạn đi làm thực hiện cái ước mơ, để cho cái cuộc đời của các bạn á cho nó tốt lên các bạn đó, chứ không phải là à ok tuyên bố tôi ngồi tôi tuyên bố xong tôi không làm gì hết. Đó, không, tuyên bố nó sẽ đốt đít các bạn, nó sẽ giống như là đốt cái thuyền của các bạn để các bạn thực hiện nó cho bằng được các bạn không. Và tuyên bố nó làm gì nữa, để cho nó cái não của các bạn hoạt động, cho cái tiềm thức của các bạn hoạt động, để làm gì, để cho các bạn đi ngủ bạn cũng phải thôi thúc, bạn phải nói với cái não à tôi muốn đạt được cái gì đó, tôi muốn đạt được, tôi muốn đạt được cái gì đó, tôi xứng đáng đạt được, tôi có đầy đủ hết bản lĩnh, tôi có đầy đủ hết năng lực để tôi làm điều đó. Đó, nó bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu của bạn ra, loại bỏ hết các bạn. Đó, bạn nhớ nha, những cái suy nghĩ tiêu cực của bạn nó đã hình thành trong đầu của bạn hàng bao nhiêu năm bạn sinh sống trong cuộc đời rồi. Ba mẹ các bạn, môi trường xung quanh các bạn, báo chí, đài, rồi tivi, rồi Facebook, mạng xã hội, anh chị em các bạn, môi trường xung quanh cướp bóc hiếp rồi hãm rồi đủ thứ hết, đa cấp lừa đảo, thì sao các bạn thoát được cái đó, chỉ có tuyên bố nó mới giúp các bạn loại bỏ trừ mấy cái đó ra thôi ha, ok. Và tuyên bố một cái nữa nó làm cho cái gì các bạn, nó là cái luật hấp dẫn á, luật hấp dẫn các bạn biết rồi, bạn phát ra một cái luồng năng lượng tốt, những cái năng lượng tích cực thì vũ trụ này sẽ đưa lại cho bạn những cái nguồn năng lượng tốt cho các bạn, ok. Đó, còn nếu bạn phát ra những cái năng lượng xấu, vũ trụ này nó cũng cho bạn thêm một chút xíu năng lượng xấu nữa, các bạn thấy không. Những cái bộ phim bạn coi những nhân vật phản diện á, ô người nó càng ác thì nó càng giỏi, rồi nó càng có nhiều sức mạnh, các bạn thấy không. Rồi sẽ có một cái người nào đó dốt dốt dở dở thôi giống như mình và giống như các bạn à, ok, sẽ có một nguồn nguồn năng lượng của vũ trụ sẽ đi tiêu diệt như đứa xấu xấu xa bị ổi đó các bạn, mày bỉ mày ổi nên tao sẽ đi tiêu diệt tụi bay đó, các bạn thấy không. Đó, ok. Rồi cái việc bạn tuyên bố, bạn cam kết như thế này liên tục liên tục liên tục liên tục sáng trưa tối trước khi đi ngủ để làm gì các bạn, nó sẽ làm cho các bạn liên tưởng, nó làm cho các bạn luôn luôn nhớ cái điều đó, bạn ám ảnh cái điều đó để làm gì đó, nó sẽ làm việc cho các bạn luôn, nó sẽ làm cho cái đầu bạn suy nghĩ và nó sẽ giúp cho các bạn luật 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 hấp dẫn với các bạn, hấp dẫn lẫn nhau các bạn. Thì nếu mà bạn phát ra những cái năng lượng đó thì cái vũ trụ này à ok, cái thằng Tèo này nó muốn giàu có, nó muốn thành công để nó giúp nhiều người à ok, năng lượng nó tốt, tao sẽ cho nó đi gặp những cái người mà tích cực à ok, thằng này tích cực nó sẽ hút, nó gặp mấy thằng tích cực khác nó sẽ hút 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 vô, còn mấy thằng tiêu cực nó dè hết ra rồi đó các bạn nhớ nha. Ngày xưa mình cũng giống như các bạn thôi, mình cũng suy nghĩ những cái điều rất là tiêu cực à, mình sẽ gặp những toàn những đứa tiêu cực thôi, mình sẽ, nhân viên của mình cũng những người tiêu cực rồi, khách hàng của mình cũng những người tiêu cực, mình toàn gặp những cái điều xui xẻo, nhưng mà bây giờ mình thay đổi cái suy nghĩ, thay cái suy nghĩ của mình tuyên bố những cái à, tôi xứng đáng được nhận hết tất cả những điều may mắn, những cái điều tốt của cuộc đời này. Đó, tôi có được những cái điều đó. Đó, tôi sẽ gặp được những người nhân viên tốt, tôi sẽ gặp được những cái người mà học viên tốt, tôi sẽ gặp được những cái người mà bạn muốn gặp ai đó bạn gặp, ok. Rồi ok, bây giờ làm thế nào để sử dụng cho nó hiệu quả nha, ok. Thứ nhất,
Bạn không thể nào mà bạn làm giống như mấy thằng đa cấp vô. Không, đừng làm vậy. Ồ, nó không có tác dụng gì đâu. Ồ, đa cấp rồi lên nhảy vô, nhảy như thằng điên vậy á. Các bạn coi mấy video clip không? Nhảy giống như là lên sàn, lên đồng vậy. Ôi, giật nè. Mình coi mình mất cười quá mà. Mình nhớ luôn ám ảnh như mấy thằng này luôn á. Nhưng mà không có làm theo. Ok, rồi bây giờ muốn làm. Khi các bạn nghe quốc ca là bạn phải đứng dậy. Mặt ưỡn lên. Tay chào cờ. Họ thấy không? Bây giờ mình không cần các bạn làm vậy. Mình nhớ ngày xưa mình đi học võ vô Việt Nam á, mình trước khi bao giờ vào lớp học á, thầy cũng dạy cho mình 10 điều tâm niệm. Học võ để làm gì con? Bắt đầu chỉ thằng này đọc, chỉ thằng kia đọc, đọc 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 thằng này điều số 1, thằng kia là số 2, đứng lên kêu thằng nào nó đứng lên, cũng không phải làm gì, đưa tay lên ngực vậy nè. Đó, đưa tay lên ngực chào thầy, cũng phải đưa tay lên lên ngực, nhưng mà ngực ngực trái nha, chỗ này là trái tim của các bạn á, nhớ các bạn. Bạn tuyên bố chứ không phải là để tay ở chỗ khác. Đó, đưa lên ngực nha, chứ không phải đưa lên vú, các bạn nhớ nha. Đưa lên ngực, ngực cái chỗ trái tim của bạn á, thì mấy bạn nữ mấy bạn nam gì đó mình không biết, nhưng mà đưa tay lên ngực chỗ trái tim, chỗ nào trái tim bạn đập tình 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 đưa lên nha. Ok rồi, ok, thứ nhất là phải đưa tay lên ngực. Ok, tại sao, cái điều gì nó chạm vào trái tim mà mình nói với bạn là tất cả mọi thứ đó đều bắt nguồn từ trái tim, mà bắt nguồn từ tình yêu, nó bắt nguồn từ cái tâm mà ra, bắt nguồn từ máu của mình. Ok, các bạn nhớ điều đó là được. Ok, thì cái gì nó từ trái tim nó sẽ đi đến trái tim mình các bạn. Đưa cái tay lên lên chỗ cái ngực của các bạn, bạn tuyên bố. Ok, lát nữa mình sẽ nói cho bạn vài ví dụ về cái tuyên bố, cái cam kết của cuộc đời của bạn ha. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn hãy dùng hết tất cả những cái giọng của các bạn. Lúc này bạn phải nghiêm trang, chứ không phải bạn vừa đọc vừa cười hú hú hí hí giỡn giỡn. Không được nha. Bạn phải dùng hết tất cả sự tập trung của các bạn, hết tất cả trái tim, hết tất cả tấm lòng của các bạn để bạn nói chuyện với cái vũ trụ, chứ không phải bạn nói chuyện với bản thân bạn. Bạn cũng phải nói chuyện với bạn bè, không phải nói chuyện với gia đình. Này, bạn nói chuyện với cái đấng thiêng liêng. Vũ trụ nó rất là bao la các bạn, rất là lớn, nên các bạn phải, nếu mà bạn muốn nhận được cái năng lượng của vũ trụ này á, thì bạn phải cần phải nghiêm túc, bạn phát ra một cái năng lượng thì vũ trụ phải mới 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 đáp ứng lại cho bạn cho đúng ha. Chứ bạn mà không nghiêm túc thì bạn sẽ nhận lại cái sự nghiêm không nghiêm túc á. Rồi đọc, bạn phải đọc. Bạn hãy đọc một cách cảm xúc nha các bạn. Tốt nhất á, là bạn nên đọc trước gương giống như mình, hoặc là bạn đọc trước cái điện thoại á. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành 1 phút ra, bạn lấy cái điện thoại ra bạn đọc giống như mình cầm cái điện thoại như thế này. À ok, mình nói thì tất nhiên bạn nói, bạn ghi âm lại cũng được thôi các bạn. Bạn ghi âm đi, bạn sẽ thấy khi cái sự nghiêm túc của bạn, hoặc là bạn ghi âm, hoặc là bạn quay phim này, bạn thấy cái khuôn mặt của bạn, bạn nói chuyện như chính bản thân các bạn. Coi cái người ở trong cái gương, coi người trong điện thoại là vũ trụ, coi cái người đó là một cái gì của vũ trụ, bạn nói với họ, họ sẽ nói ngược lại với bạn. À, ok, đó. Có nhiều bạn sợ người ta cười, sợ anh chị em xung quanh người ta sẽ chửi mày khùng, mày mày bắt đầu mày đa cấp. Thì có 2 cách thôi các bạn. Bạn có thể đi chỗ nào mà nó vắng người bạn đọc, hoặc là chỗ nào mà không có ai hết rồi bạn đọc, hoặc là bạn có thể, bạn nào biết tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Mỹ gì đó, bạn đọc theo tiếng Mỹ, tiếng Anh. Ok, bạn không cần đọc tiếng Việt nữa để cho người ta biết bạn đang nói gì đó. Thì cái này cũng có một cách để cho bạn học thêm ngoại ngữ mới nữa các bạn. À ok, cái cách này hay ha. Rồi. Thì bắt đầu như thế nào, mình nói tới đây mình cũng xúc động quá, nên mình cái cổ cổ họng mình ấy. Thôi bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một số câu để bạn đọc, và các bạn có thể thực hành giống như mình nha. Ok, bắt đầu. Sau đây mình sẽ mời các bạn nghe một số người anh người chị của mình, người ta đọc những cái tuyên bố như thế này như thế nào nha, rồi sau đó mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Thì mình sẽ lấy một số cái video của họ, mình cho các bạn nghe cái lời của người ta đọc để làm cái gì. Bạn có thể search, lát nữa mình sẽ nói các bạn video này tên gì để cho các bạn khẳng định nha. Ok.
Để bỏ qua quảng cáo ra. Alright. Coming soon. Come on, chop chop. Quảng cáo dữ quá ta. Rồi, here you go. Mình sẽ quay đại tới khúc nào đó thôi nha. Rồi nè. Tôi tự vẽ lên số phận của chính tôi. Không có gì là khó. Tôi là người thành đạt. Tôi là người thành đạt. Tôi là người hạnh phúc. Tôi là người hạnh phúc. Mày tiền thấy rất không? Là dễ kiếm mà. Tiền rất là dễ kiếm. Tôi là người thành đạt và tất cả những ước mơ đang trở thành sự thật. Tôi yêu đời. Tôi vui tươi. Tôi hạnh phúc tràn đầy. Tôi là người thành đạt. Tôi là người tràn đầy tình yêu và tình thương. Ok. Thành công đang đến với tôi mỗi ngày. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Tôi là người thành đạt. Các bạn thấy nãy giờ các bạn nghe có khúc nào mà làm cho các bạn năng lượng của bạn tiêu cực không? Đó. Bạn phải nghe cái này. Cái này của chị Tina Tình. Các bạn có thể đánh chữ là cách lấy lại tinh thần, luật hấp dẫn, lời khẳng định của Tina Tình. Ok. Đây. Rồi ok. Bạn cũng nên theo dõi chị này nha. Chị này nói chuyện rất là hay. Và chị này cũng nói về mấy chuyện tâm linh rất là hay. Ok. Đó là một trong những người mình theo dõi. Đó các bạn nhớ nha. Bạn cố gắng các bạn nói chuyện với lại bản thân các bạn. Rồi ok mày. Nãy là tiếng Việt rồi đúng không? Bây giờ mình nghe cho các bạn nghe tiếng Anh nha. Này. Cái này là của Dan Lok. Bạn chỉ cần đánh chữ Dan Lok affirmation để cho các bạn thấy nha. Hey everybody, it's Tony Robbins. Listen, are you up for a challenge? Này, hello there, this is Dan Lok. In this audio profile, specific impact your subconscious. I speak my word with confidence. I am a happy person. I enjoy life and life is good to me. Each and every day brings fresh new opportunities. I excel at whatever I do. I have a positive expectancy. Rồi giờ mình kéo tới tiếp nha. Money comes to me in expected and unexpected ways. Area of my life. Đó các bạn. Đó, đó là những cái mà ví dụ bạn có thể lên trên mạng bạn đánh chữ những cái lời tuyên bố để giúp cho các bạn. Đó các bạn, để mình coi mình đánh thử coi có không không. Tuyên bố nha, lời tuyên bố nè. Ok. Nhìn coi. Lời tuyên bố chánh niệm sống nè, sống từng khoảnh khắc hiện tại, chấp nhận như này nè. Đó bạn vô bạn đọc. Vô bạn đọc những cái lời tuyên bố đó ha. Hôm nào mình rảnh mình ngồi mình soạn ra. Cái này mình đọc bằng tiếng Anh không à? Không biết các bạn ok với tiếng Anh không? Thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái lời tuyên bố ha. Cam kết cho cuộc đời của các bạn ha. Đợi xíu để mình coi coi những cái lời tuyên bố như thế nào. Cái này nó không có liên quan gì tới chính trị hết nha các bạn. Cái này mình không có đụng chạm gì tới chính trị hết nha. Ok. Có ngoài kia nó có những quyển sách á, những quyển sách nó nói về những cái lời tuyên bố affirmation đó. Chicken soup for soul rồi những cái đó đó. Nên các bạn có thể là coi những cái đó. Ok. Rồi, bây giờ mình đọc cho các bạn nghe một số cái mà ví dụ mẫu ha. Cái này là tuyên bố sứ mệnh cuộc đời, mission 2 million.
Mission to billion dollar. Ok. I'm important. Tôi rất là quan trọng. I have an important work to do. Tôi có nhiều cái việc quan trọng phải mà để mà làm. I was sent here for a reason. Tôi được đến cái thế giới này, tôi được ông trời, sứ mệnh của tôi đến một cái thế giới này. Tôi được sinh ra có một cái lý do nào đó để tôi mới được sinh ra. I fulfill my mission. Tôi sẽ cống hiến cho cái sứ mệnh của tôi. I live my vision. Tôi sống bằng một cái tầm nhìn. Tôi sống với một cái sứ mạng của tôi, sứ mệnh của tôi. I make a difference. Tôi sẽ làm thay đổi chứ không phải tôi làm như cũ các bạn. I'm a warrior of light. Tôi là chiến binh của ánh sáng. This is my destiny. Đây là cái sứ mệnh của tôi. Ok, đó các bạn. Có những cái tuyên bố như là để mà bạn xây dựng doanh nghiệp, để các bạn khởi nghiệp. Ok, được không? I produce an excellent working income. I create a massive passive income. I build a value and worth of my company. I empathize business. So it works without me. I start my business to sell my business and get rich. I focus primarily on marketing and sales. I offer high ticket items or deals in high volume sales or both. I sell before I buy or create it. Đó, các bạn thấy cái này nó nói là tôi bán trước khi tôi mua hoặc tạo ra nó. Ok, bạn nhớ điều này nha, bạn đừng đi làm ngược lại đó. I create an awesome team around me. Tôi sẽ tạo ra một cái team rất là tuyệt vời xung quanh tôi. I create long term win-win relationship. Đó. Thì trong cái website này nó viết sai lỗi chính tả cũng khá nhiều. Ok, để mình đọc cho bạn nghe. Các bạn vô các bạn đọc tiếng Anh thì các bạn phải coi chừng lỗi chính tả nha. Người Việt mình viết tiếng Anh cũng hơi mệt thôi. I clearly identify my target market. Tôi clearly là tôi nhìn thấy được cái thị trường ngách của tôi. I attractively communicate my unique message. I'm a dynamite copywriter. I create repeatable system for both my front end and my back end. Mấy cái này mình không có nói về ngữ pháp nha, mình không có dạy về ngữ pháp, nhưng mình biết cái này ngữ pháp nó cũng hơi có vấn đề. Thì các bạn tìm những cái website của tiếng Anh nha, cái này mình đọc mấy cái website của tiếng Việt nè để mình dịch cho các bạn nếu mà bạn thấy. Ok, cái này là của website của những cái người anh của mình, những cái người mà đã đi trước làm trong lĩnh vực này rất là nhiều năm rồi. I love solving problem for people and getting rich doing it. Ok, ok các bạn. Rồi, cái này là cái website tên là tuyênbố.com á, bản quyền thuộc của cái website nghỉ khác.com của anh Nguyễn Thành Tiến á. Ok, đó, những cái này nè, các bạn có thể đi lên đó, các bạn bạn đọc ở trên mạng rất là nhiều. Bạn đọc nha. Này mình đọc thêm cho bạn vài cái nữa nè. Tuyên bố mục tiêu nè các bạn. Tôi là người luôn luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, bất kỳ khó khăn nào cũng không thể cản bước tôi, nhất định tôi sẽ thành công. Đó, sáng nói, chiều nói, tối trước khi đi ngủ nói. Mục tiêu của tôi trong tháng là chấm chấm chấm, bạn muốn làm mục tiêu trong năm là sức mạnh và vẻ đẹp trong tôi là. Ok, viết 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 mấy đó nè. 6 điều đáng nhớ nè. Tập nói những điều khó nói, tập làm những thứ khó làm. Thứ hai là làm việc không phải vì tiền, làm việc để rèn luyện và phát triển bản thân. Cơ hội sẽ xuất hiện trong công việc. Không ngại từ chối đánh giá và thành kiến. Nhiều việc không thích cũng làm rồi sẽ thích. Ok, tuyên bố khám phá sức mạnh bản thân nha. Xé áo, sức mạnh bản thân mình xé áo, xé áo trong nhìn thấy có hình Superman đóng. Ok, tôi không cho những điều dưới đây là tầm vào vô vị. Đây là phương pháp của những người thành công. Bản thân tôi quyết định cuộc sống của tôi. Tôi kêu gọi sức mạnh nội tại. Tôi đánh thức con người vĩ đại của bản thân. Tôi biết rằng nhờ có niềm tin vĩ đại, tôi sẽ trở thành vĩ đại ngoài vĩ đại. Tôi không ngại và sợ làm những việc khác người làm những việc khác người để tiến bộ. Tôi là người luôn có tinh thần học hỏi để giỏi hơn. Tôi không giấu dốt mà là ham thích tìm hiểu mọi việc. Tôi dám
nói điều khó nói, dám làm những điều khó làm. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Tôi luôn nghĩ cách giải quyết vấn đề mà không kêu ca. Tôi không chê bai, chỉ trích ai hết. Tôi khen ngợi và khuyến khích mọi người. Tôi tin tưởng, ngưỡng mộ và học theo những người thành công. Tôi đặt mình vào môi trường tốt với những người bạn cùng ý chí. Tôi tự tin làm quen với tất cả mọi người mới gặp. Tôi chân thành xây dựng mạng lưới quan hệ có chiều sâu. Tôi hiểu nhiều việc đã xảy ra thì không thể trở lại. Tôi bắt tay hành động ngay lúc này mà không nghĩ thất bại. Ôi trời, nhiều quá. Đọc gãy miệng luôn á. Đó các bạn. Cái này của anh Thành Tiến. Đó. Tôi đã có tư duy của người thành công. Tôi đang tiến bộ từng ngày. Tôi quyết tâm thay đổi ngay lúc này. Tôi tin mình xứng đáng, thành đạt và hạnh phúc. Tôi chân thành, chủ động kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Đó các bạn. Tất cả những thứ này là các bạn phải nói. Rồi tiếp tục nữa. Tại sao bạn chưa thành công? Rất là nhiều cái. Bạn lên đây bạn tham khảo nha. Tôi sẽ thành công vì tôi chọn tự tin và chăm chỉ. Tôi thành công vì tôi có tầm nhìn xa, trông rộng. Tầm nhìn xa của tôi là bao nhiêu mét? Tầm nhìn xa trên 10 km vuông. Tầm nhìn phải xa vậy mới được. Chứ bạn tầm nhìn bạn là chiều nay tôi ăn cái gì, ngày mai tôi ăn cái gì, tôi đói bụng quá, bây giờ tôi đi ăn cái gì, tôi uống cái gì. Tầm nhìn của bạn như vậy thì thôi thua luôn á. Tầm nhìn bạn chưa được nửa mét nữa. Ok. Tôi sẽ thành công. Nơi nào có ý chí, nơi đó có một con đường. Ok. Ông Đỗ Tấn, Lỗ Tấn các bạn, ông Lỗ Tấn. Ông viết cái truyện AQ rất là hay. Ông có viết trong đó nó có một cái câu như thế này là: trên mặt đất làm gì có đường. Các bạn thấy đúng không? Trên mặt đất thật sự nó không có đường. Người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Thật sự mấy cái đường mà các bạn đang đi ở ngoài kia không phải là cái đường ngày xưa nó không có đâu. Ở ngoài kia nó chỉ là đất ruộng, đất nông nghiệp, tất cả là đất hết. Người ta đi hoài nó sẽ thành đường mòn. Và đường mòn đó, người ta đầu tư đổ tiền vô, người ta xây dựng cũng có sức người. Có sức người sỏi đá cũng thành đường. Sỏi đá cũng thành cơm. Hơi chém gió rồi đó. Sỏi đá mà thành cơm là cạp đất mà ăn, như Ngọc Trinh nói luôn á. Đó các bạn nhớ nha. Người ta chỉ ví von vậy thôi nha các bạn. Tôi sẽ thành công vì tôi luôn học hỏi và phát triển. Tôi sẽ thành công vì tôi nghĩ lớn, tôi có giấc mơ lớn. Ok. Rồi còn nữa nè, bí quyết tư duy tỷ phú nữa nè. I'm an excellent money manager. I'm an excellent money manager. I always buy myself first. I put money into my financial freedom fund every day. My money works hard for me and makes me more and more money. I earn enough passive income to buy a design lifestyle. I'm a financially free. I work because I choose to, not because I have to. My part-time business is managing and investing my money and creating passive income streams. I create my life. I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. My intention to create wealth and abundance. I admire a model, rich and successful people. I believe money is important, money is freedom, and money makes my life is more enjoyable. I get rich doing what I love. I deserve to be rich because I add value to other people's life. I'm generous giver and excellent receiver. I'm truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities always more my way, always come my way. My capacity to earn, hold and grow money expand day by day. Nhiều quá nha. Thôi nhiều quá, các bạn tự xử đi các bạn. Tư duy tỷ phú gì đây nữa nè. Mình đọc cho bạn cái thôi. Tôi là người quản lý tiền bạc xuất sắc. Tôi luôn luôn trả tiền cho mình trước tiên. Tôi đặt tiền vào quỹ tự do tài chính của mình mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc cực lực cho tôi và tạo cho tôi thêm nhiều tiền nữa. Ở trên tiếng Anh nó bây giờ dưới này có tiếng Việt này. Đó. Các bạn vô đây. Suy nghĩ của người giàu là như thế nào nè. Người giàu tạo ra cuộc sống của họ. Người giàu chơi để thắng trong cuộc chơi tiền bạc. Người giàu quyết tâm làm giàu. Người giàu suy nghĩ lớn. Người giàu tập trung vào các cơ hội. Người giàu ngưỡng mộ những người giàu có và thành công. Người giàu kết giao với người giàu và thành công. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người giàu đứng cao hơn các vấn đề của họ. Người giàu luôn biết đón nhận. Người giàu luôn chọn được trả công theo kết quả. Người giàu suy nghĩ cả hai. Người giàu tập trung vào tổng tài sản của họ. Người giàu quản lý tốt tiền bạc của họ. Người giàu bắt tiền làm việc
chăm chỉ cho họ, người giàu hành động bất chấp sợ hãi, người giàu luôn luôn học hỏi và phát triển. Đó các bạn, các bạn phải đọc to lên và rõ như mình đó. Các bạn phải đọc như là máu dồn lên não, các bạn đọc như là các bạn ăn tươi nuốt sống những cái chữ này đó, đọc phải thuộc luôn á đó các bạn, thì lúc đó các bạn mới hành động được. Những cái năng lượng tích cực như vậy nó mới đi vào đầu các bạn, nó đi vào não các bạn và nó đi vào tiềm thức, nó đi vào trong giấc ngủ của các bạn. Ok rồi, hy vọng hôm nay đã chia sẻ các bạn những cái mà để giúp cho cuộc đời các bạn tốt hơn. Ok các bạn.